Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách làm mứt vỏ bưởi rất là tốt cho sức khỏe. Và mứt bò gọt vỏ bưởi này mình chia sẻ cho cả nhà cách làm sao cho không hề bị đắng nha. Cái bí quyết này làm rất là hay, không hề bị đắng nè. Mà mứt nó giòn, nó dai dai và nó the nhẹ thôi chứ cũng không có the nhiều. Và rất là thơm, ăn nó rất là hay và đặc biệt là cực kỳ tốt cho sức khỏe nữa. Và nó có tác dụng tốt như thế nào thì cả nhà có thể lên trên Google để tìm hiểu nhé. Còn hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cái cách làm thôi. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị một trái bưởi xanh như thế này. Mình lựa cái trái không quá già và cũng không quá non. Và quan trọng là nó phải tươi xanh như thế này nha cả nhà, chứ đừng có héo, héo thì làm ra mứt nó không được ngon. Và mình chuẩn bị đường cát. Mình làm theo công thức là 1 kg vỏ bưởi thì là 700g đường. Vỏ bưởi sau khi đã cắt ra rồi mình cân nha cả nhà, chứ không phải là cân nguyên trái như thế này. Và 4 lá dứa này để tạo mùi thơm. Và nếu không sử dụng lá dứa thì mình sử dụng 1 ống vani nha. 2 muỗng muối. Muối thì mình sử dụng muối hột hay là muối tinh đều được hết á. Và 1 muỗng phèn chua nữa. Phèn chua để mình làm cho nó mứt nó được giòn á cả nhà. Đây, trái bưởi thì mình bổ ra thành 10 hoặc là 8 hoặc là 6, tùy cả nhà, tùy trái to hay trái nhỏ. Sau đó thì mình lột cái vỏ bưởi ra. Hôm nay trái bưởi này nó nhỏ và mình sau khi mà đã lột cái vỏ bưởi ra thì mình cân được 200g vỏ bưởi ở cả nhà. Và sau khi mà mình đã gọt cái phần cùi sơ, phần cùi rồi á, thì là mình cân được 200g vỏ bưởi này. Và mình dùng 140g đường. Đây. Sau khi mà đã luộc vỏ bưởi ra hết rồi thì mình cắt bớt cái phần cùi ở phía trong đi. Và cắt nó có cái độ dày vừa vừa phải như vậy nè cả nhà. Và nếu như mà mỏng hơn nữa thì tùy cả nhà, mình thích mỏng hơn nữa thì mình làm mỏng hơn nữa. Còn mình thì cắt cái độ dày vừa vừa như vậy. Đây, nếu như mà cái phần giữa mà cái cùi nó hơi dày thì mình cắt gọt bớt cái phần cùi đi. Để trừ một ít như vậy thôi. Bưởi mua về mình không có bỏ phần nào hết á cả nhà. Phần cùi, phần vỏ thì mình làm mứt như vậy để ăn. Còn cùi mình cũng có thể làm mứt hoặc là nấu chè bưởi cũng rất là ngon. Đây, sau khi mình đã cắt cái vỏ bưởi xong hết rồi thì mình cho 2 muỗng muối vào nước. Sau đó ngâm. Mình ngâm khoảng tầm 5 tiếng nha cả nhà. Và trong khi mà chờ vỏ bưởi thì mình đi xay lá dứa. Mình bỏ vào lá dứa này khoảng 880ml nước thôi để xay và mình lấy nước cốt. Đây, sau khi mà đã ngâm được 5 tiếng rồi á cả nhà thì mình bóp thật là mạnh tay nha. Bóp thật là nhiều càng tốt để cho cái phần the á, nó bớt the đi. Sau đó mình vắt thật là khô cho cái đồ the nó bớt the và nó bớt mặn. Sau đó mình xả lại từ 4 đến 5 nước và cứ tiếp tục làm như vậy. Cứ bóp cho nó cái the nó ra và vắt thật là khô. Làm khoảng 5 nước nha cả nhà. Và sau khi mà đã rửa sạch rồi thì mình sẽ cho nước vào nồi và cho cái phèn chua vào.
cái một muỗng phèn chua này vào và mình nấu, khi nào cho nó sôi lên và đánh cho cái phèn chua nó tan hết đi, sau đó cho cùi bưởi này vào và luộc qua khoảng 5 phút. Và cái bước này là cực kỳ quan trọng này cả nhà, tại vì là khi mà mình luộc như vậy nè, luộc với phần chua như vậy thì cái mứt bưởi nó sẽ giòn và nó sẽ bớt đắng, và mình phải vắt và để vớt ra, sau đó mình để nguội, và sau khi mà nguội rồi thì mình vắt thật là khô cho nó hết cái phần chua đó đi á, và mình rửa lại khoảng 3 đến 4 nước, đến khi nào mà nước nó trong veo thì thôi, để cho nó khỏi đắng hết cả nhà, vừa khỏi đắng mà vừa hết phèn chua nữa. Sau đó, sau khi mà đã vắt vắt cực kỳ khô nha cả nhà, sau đó thì mình cho đường vào và cho 80 ml nước cốt lá dứa vào, sau đó mình ngâm trong vòng 3 tiếng đồng hồ để cho cái mứt nó thấm đường á, và khi mà sau 3 tiếng đồng hồ rồi á thì mứt nó đã đường nó đã tan hết như vậy nè cả nhà. Mình cho chảo lên bếp, sau đó cho vỏ bưởi vào và mình nấu. Và cả nhà nhớ bật lửa to để cho cái mứt nó sôi lên như vậy nè. Sau đó thì cả nhà nhớ đảo đều để cho mứt nó được thấm á. Và khi mà nước nó đã cạn rồi á thì mình bật lửa cực kỳ nhỏ và đảo liên tục, đảo luôn tay không thôi là cái mứt nó bị cháy á, đường nó cháy đường nha cả nhà, và nó lại đường nữa. Và mình đảo một lúc mà mình thấy khi nào mà cái mứt nó chuyển sang khô khô rồi á thì là đây, cả nhà cứ đảo liên tục nha. Và nó có một vài lát thấy nó khô khô như vậy nè thì mình phải tắt lửa và bắt xuống bếp. Sau đó mình vẫn đảo liên tục, đảo luôn tay để cho nó lại đường. Và mình có thể để trước cái quạt nữa cũng thì càng tốt, để cho cái mứt bưởi nó khô lại á, và nó khô nó nguội đi đã. Sau đó mình sẽ cho lên bếp lại và mình đảo tiếp, đảo đến khi nào mà cái mứt bưởi nó khô thì thôi. Đây, sau khi nó đã khô rồi này cả nhà thì mình để nguội. Khi mà nó đã khô ráo, thấy nó chuyển sang màu, cái cùi bưởi nó chuyển sang trắng trắng như vậy nè, thì là mình bắt xuống bếp và mình để cho nó nguội. Hoặc ăn thì nó giòn giòn, dai dai, thơm, rất là thơm, thơm thơm the the, ngon lắm cả nhà. Nó rất là lạ. Và đặc biệt thì nó rất là tốt cho sức khỏe nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Chúc cả nhà thành công và đừng quên ấn đăng ký kênh để xem những món ăn ngon miễn phí của mình nhé.